Tiếp theo video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ và tư vấn đến tất cả các bạn là các loại giống cỏ nào chăn nuôi cá tốt nhất hiện nay, phù hợp với mô hình chăn nuôi cá, để giúp cho tất cả các bạn là có thể áp dụng vào mô hình sản xuất kinh doanh của mình mang lại hiệu quả kinh tế là tốt nhất. Đầu tiên mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hà Văn Hải, mình là quản lý bán hàng của kênh giống cỏ giá rẻ. Thông qua quá trình nghiên cứu và tư vấn cho khách hàng thì bên mình cũng đã đúc rút ra nhiều kinh nghiệm, và hôm nay mình xin chia sẻ lại cho tất cả các bạn là chủ đề giống cỏ nào chăn nuôi cá tốt nhất hiện nay. Đầu tiên, các loại giống cỏ chăn nuôi cá thì bên mình thấy là phù hợp nhất đó là giống cỏ Guinea. Cỏ Guinea thường gọi là cỏ xả lá lớn, nó rất là non mềm ngọt và phát triển nhanh. Nếu mà mình trồng và tưới được, năng suất của nó thì cho chu kỳ thu hoạch là khoảng 25 ngày đến 30 ngày là thu hoạch một lần. Còn nếu mà các bạn trồng mà không tưới được thì thường thường là khoảng 30 ngày mình thu hoạch được một lần. Loại cỏ này là có ưu điểm là nếu mà cá của chúng ta lớn thì chúng ta không cần phải xay, chúng ta có thể thu hoạch và chúng ta có thể ném xuống trực tiếp, cá có thể ăn được và hết luôn. Còn đối với cá nhỏ mà nó bằng cắn liềm ấy, thì chúng ta phải băm nó, sau đó mình ném xuống là cá nó sẽ ăn hết. Cái loại cỏ xả này bên mình thấy là cá nó rất thích ăn. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là trồng trực tiếp trên bờ ao luôn, để chúng ta là vừa chống được sói mòn, vừa có là thức ăn cho nuôi cá tốt nhất. Giống cỏ này thì bên mình cũng đã test thử nghiệm thông qua nhiều mô hình cho nuôi cá rồi, đặc biệt là cá khổ lân cận ở khu vực ở bên mình ở đây. Bên mình thấy là cá ăn rất tốt. Loại cỏ xả này thì mình có thể là trồng bằng hạt hoặc là nhân giống bằng hông gốc. Thì các bạn có thể là trồng và áp dụng vào mô hình sản xuất chăn nuôi cá của mình để tiết kiệm được thời gian và chi phí đầu tư. Loại thứ hai nữa phù hợp với mô hình chăn nuôi cá đó là giống cỏ bắt bà lung. Giống cỏ bắt bà lung có tính năng là chịu được ngập úng khá là tốt. Cỏ bắt bà lung này thì thường thường là trồng ở đất ruộng có một mùa khô và một mùa nước. Tại vì loài cỏ này là có khả năng là chịu được ngập úng. Thì mình chăn nuôi cá thì có tấm ruộng nào là đang còn bị ngập úng, nó có một mùa khô và một mùa mưa, thì các bạn có thể trồng thêm loài cỏ này để sản xuất chăn nuôi cá. Cái loài cỏ này thì nó cũng giống như là cỏ xả lá lớn vậy. Giống như là cỏ Guinea thì nó cũng non mềm và không có lông, nó cũng phù hợp với mô hình chăn nuôi cá. Nhưng mà so với cỏ Guinea thì tốc độ phát triển của nó chậm hơn, và cỏ Guinea thì cá vẫn thích ăn hơn, đó là kinh nghiệm mà bên mình cho thấy. Cái cỏ bắt bà lung này là giải pháp mà giúp chúng ta có thể là cải tạo đất ruộng, đất bỏ hoang để chúng ta trồng và áp dụng vào sản xuất chăn nuôi cá là một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra bên mình còn có một số dòng cỏ, ví dụ như là cỏ Sudan Light, cỏ Super BMR, cỏ OPB88. Các loại giống cỏ này thuộc là dòng giống cỏ cao lương, lá của nó rất lớn và non mềm và ngọt. Nếu mà chăn nuôi cá thì cá cũng rất là thích ăn. Thì bên mình đã cho nhiều các trang trại mà chăn nuôi cá thì đã trồng và áp dụng vào mô hình sản xuất kinh doanh, thì người ta đánh giá là loài cỏ này cá ăn rất là tốt. Nhưng mà ưu điểm của cỏ này thì phát triển nhanh, non mềm ngọt, chứa nhiều chất dinh dưỡng. Nhưng mà nhược điểm của nó thì trồng không thu hoạch được lâu, và chỉ thu hoạch được khoảng 3-4 lần thì nó tàn thôi. Còn các loại cỏ ví dụ như là cỏ xả, cỏ bắt bà lung thì trồng mình cứ thu hoạch được mãi mãi. Ít nhất mình cũng thu hoạch được từ 4 đến 6 năm mình mới phải trồng lại. Hoặc là chúng ta thu hoạch xong chúng ta chăm tưới phân cho nó thì nó sẽ phát triển tốt. Trước đây thì các hộ chăn nuôi cá thì chưa biết lựa chọn loại giống cỏ nào, thì thường thường mình thấy là một số hộ gia đình mà người ta làm lớn ấy, người ta thường trồng là cỏ voi. Cỏ voi nó có ưu điểm là năng suất cao, phát triển nhanh, nhưng mà cái nhược điểm của nó là tỷ lệ lá trên thân của nó ít, phần thân của nó nhiều và nó nặng, nên là cái phần thân của nó mình phải bỏ đi, nên là cái nhược điểm điểm trừ của nó như vậy. Và cỏ voi so với cỏ xả thì cỏ xả có nhiều chất dinh dưỡng hơn, nên là chúng ta trồng cỏ xả này là tốt nhất. Với là một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, người ta chưa biết đến các loại giống cỏ nào phù hợp nhất với mô hình chăn nuôi cá, thì thường thường là người ta tự đi thu hoạch, tự đi cắt cỏ ngoài bờ ruộng ấy để cho cá ăn. Nhưng mà thực chất là làm như vậy thì rất là tốn thời gian và công sức, nên là khi mà mình trồng thì không tận dụng được tối đa thời gian, thì khi đó thì làm
mô hình sản xuất thì không được hiệu quả cho lắm. Hiện tại thì bên mình đã còn nghiên cứu nhiều các loại giống cỏ chăn nuôi nữa, đặc biệt là giống cỏ chăn nuôi cá thì bên mình đã còn nghiên cứu một số loại nữa. Thì hôm sau nếu mà bên mình tìm hiểu được loại nào tốt có thể áp dụng vào mô hình sản xuất chăn nuôi cá thì bên mình sẽ chia sẻ lại cho tất cả các bạn. Đến đây là mình vừa giới thiệu sơ qua về các loại giống cỏ chăn nuôi cá mà bên mình cảm thấy là tốt nhất hiện nay, được nhiều người tin dùng và đánh giá là tốt. Thì hôm nay mình xin chia sẻ lại cho tất cả các bạn để giúp cho tất cả các bạn là có thể áp dụng vào mô hình sản xuất kinh doanh của mình mà lại hiệu quả kinh tế là tốt nhất. Nếu mà các bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là bình luận dưới video này là sẽ có nhân viên bên mình tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể gọi điện thoại theo phần mô tả tại video, hoặc là có thể truy cập vào đường link ở dưới phần mô tả video để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ thêm. Các bạn có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube bên mình, là nếu mà bên mình cập nhật được các loại giống cỏ nào tốt nhất với mô hình cho nuôi cá thì bên mình sẽ chia sẻ lại cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.